ngẩng đầu lên đi mẹ, đẩy đầu thẳng lên, thẳng lên. Rồi dễ chạy, rồi đi qua đèo, đi tiếp mãi mãi đến khi gặp một bụi gai thì dừng lại. Vắn tắt có nghĩa là gì? Chỗ này có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dòng, con chỉ sử dụng nó cho khoảng 3 dòng nhé. Đúng không? Con mẹ nói trước cho con nghe. Ví dụ mẹ nói là có một bà mẹ trông con nhiều đêm quá nên đã ngủ thiếp đi và thế là thần chết đưa con bà đi mất. Câu hội thoại thì khi kể lại mình sẽ không kể cái câu đó. Cái ý chính là gì? Là bà ngủ thiếp đi đúng không? Rồi mà thần chết lấy đi con đúng không? Rồi bà gặp một người là thương bố con vụng về, củi mùn thì lạ ướt, nhưng chị vẫn hái lá cho thỏ mẹ thỏ con. Em thì chăm đàn ngan, sáng lạc chiều no bữa. Quê là mấy ngày bà nội, con đường mẹ đi về, cơn mưa dày thật lối. Hai chiếc giường đúc một, ba bố con nằm chung, và thầy chồng phía sau nằm ấm lại thao thức. Bỏ khăn ra. Giờ đi. Quay đây nè. Quay đây. Nhảy đi. Thank you.
you, 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 you,